Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Như đã hứa trong cái video trước, thì trong video này thằng Lê sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn áp dụng cái biến fill vào trong cái bản vẽ CAD để mình tự động cập nhật cái thông tin về tỷ lệ ở dưới cái khung tên á. Cách làm như thế nào rồi mà các bạn theo dõi. Thì trước tiên mình giới thiệu qua cho các bạn xem lại cái vị trí người ta ứng dụng nha. Đây chẳng hạn như trên cái khung tên bản vẽ này các bạn thấy nè. Thì người ta ghi cái tỷ lệ của bản vẽ, bạn thấy là tỷ lệ scale 1:50, có nghĩa là mỗi khi mà các bạn thay đổi cái tỷ lệ của cái khung bản vẽ này nè, của cái khung MV á, của cái khung tỷ lệ đây, nó đang có tỷ lệ 1:50 này, các bạn thấy không? Mình đang ở layout nha, mình đang chọn cái khung MV, bằng thay đổi tỷ lệ này, nếu bằng nhập vô đây bằng chọn cái khung MV trước nè, bạn thay đổi tỷ lệ này, sau khi bạn thay đổi xong thì tự động cái giá trị này sẽ được cập nhật theo. Thì làm sao để được như vậy? À, thì còn trong video trước mình đã chỉ cho các bạn làm sao để lấy ra được cái ngày nè, lấy ra được cái mã số bản vẽ theo đúng bằng cái layout nè. Thì video trước các bạn xem video trước nha, bạn nào chưa xem các bạn xem video hướng dẫn cái fill căn bản, mình đã chỉ cho các bạn tìm hiểu cái fill ở video trước rồi. Trong bài này chủ yếu mình ứng dụng vào trong cái phần tỷ lệ thôi. Rồi mình qua bên đây, file này đây nha. Có hai tình huống tỷ lệ, một là khi mà tình huống tỷ lệ bằng keo khung, định tỷ lệ tại model á, định tỷ lệ tại model khi các bạn keo khung thì các bạn scale khung tự động con số này nó chạy theo luôn. Ví dụ mình keo lên nè, Enter, mình keo cái khung này lên, đây là khung A4, để mình đo lại cho các bạn xem, đây chính là tờ giấy A4 chứ không có gì hết đó các bạn, đây chính là tờ giấy A4 297, 210, đây cũng là tờ giấy A4 thôi. Rồi, nhưng mà đây trường hợp này là các bạn tưởng tượng là nó đang ở khung giấy, không có, mình không có dùng cái khung viên, khung nhìn, đây là khung nhìn nha, mình cho nó qua màu vàng, màu xanh, các bạn thấy đây là khung MV mình vẽ ra, còn đây là chỉ là tờ giấy A4 thôi. Làm sao để mình gán được cái biến này, khi mà các bạn scale cái khung tờ giấy A4 này nè lên thì tự động cái giá trị này nó cập nhật theo cái tỷ lệ đó. Thì cái nguyên tắc định tỷ lệ tại model là như thế này, mình nhắc lại cho các bạn nắm, trong kênh mình có chia sẻ kỹ rồi, các bạn cứ gõ tỷ lệ tại model trong kênh của mình, nó search trong kênh á, mình chỉ là cái cửa sổ YouTube đó. Bên trên nó có cái dòng là search toàn cục, search cả trong cái trang YouTube luôn. Còn bạn vào trong cái kênh cá nhân nào đó, bạn có cái mục search nằm ở góc trên bên phải đó, các bạn search cái từ khóa đó, chỉ tìm trong cái kênh đó thôi, thì bạn gõ vào hai cái từ khóa là tỷ lệ tại model cũng được, và chữ một chữ model đó cũng được, model là chữ này nè, model, tỷ lệ model cũng được, nó cũng ra cái video đó. Nghĩa là thí dụ như bạn có một cái hình, mình nói nhanh về tỷ lệ chút xíu, tại model giả sử cái hình này có kích thước bao nhiêu đây, các bạn muốn định tỷ lệ cho nó, trong trường hợp có một tỷ lệ nha, một tỷ lệ bạn mới áp dụng cái này được, tại vì nhiều tỷ lệ thì bạn đâu có ghi ngay chỗ này được. Trường hợp một tỷ lệ thì bạn keo cái khung này lên, bao phủ cái hình này, thì cái hệ số mà bạn keo lên bao nhiêu lần đó thì chính là tỷ lệ bản vẽ, thì tự động sẽ cập nhật cái hệ số scale vào đây cho các bạn đó. Thì mình áp dụng cái này vào để mình chèn cái fill vào. Rồi trước hết thì mình làm cho các bạn thấy là sau đó mình làm lại từ đầu nha, ứng dụng như thế nào. Hit Enter, giả sử mình keo cái khung này lên đang là một đúng không các bạn, thử mình keo lên 10 nè, bạn thấy nó chưa cập nhật số 10 đâu, các bạn phải gõ RE để regain nó lại, RE nha, bạn thấy lên số 10 chưa, tức là lúc này nó tỷ lệ 1/10 rồi. Các bạn chèn thêm con số 1 phía trước đó, các bạn chèn thêm 1 nè, sẹt rồi, được chưa các bạn, con số 10 bắt đầu bạn mới dùng cái fill, cái 10, con số 10 bạn dùng cái fill. Bây giờ bạn cứ keo cái khung này lên bao nhiêu lần là tự động nó sẽ cập nhật, bây giờ chứ bạn keo nhỏ lại thì nó cũng cập nhật nhỏ lại thôi. Giờ mình keo cái khung nhỏ lại, Enter 0.5, tức là còn lại 5 thôi đúng không các bạn, nó chưa cập nhật đâu, gõ RE Enter thì mới cập nhật đó. Thì đôi khi các bạn quên sửa, mình muốn cho nó chuyên nghiệp cái bản vẽ, giả sử các bạn có cả trăm bản vẽ bạn sửa hoài cũng mất thời giờ đúng không, cho nên mình muốn tự động cái khung này nè nó cập nhật theo tỷ lệ cho khi mình scale khung luôn, là các bạn mới đưa cái khung này vào trong cái hình, đó là như vậy đó, được chưa các bạn, kiểu cách làm như vậy. Rồi bây giờ là mình chỉ undo lại, mình cần Ctrl Z để undo lại, để lui về ban đầu để mình chỉ cho các bạn làm sao để làm ra được như thế này. Mình đang cần Ctrl Z nha. Còn trường hợp này là khung nhìn MV đó, khung nhìn nha, viewport, chọn nó nè, nó đang tỷ lệ 1/125 đúng không các bạn,
Giờ mình thử sửa lại 1, sạc 50, Enter. Rồi, giờ mình muốn cho nó, cái con số chỗ này nó cập nhật theo 1 phần 50 thì làm sao? Re Enter. Mình thấy nó cập nhật vô 1 phần 50 không? Cái dạng này là định tỷ lệ tại layout. Mình sử dụng khung nhìn viewport. Thì làm sao để mình dùng cái trường để mình thay tự động cập nhật cái tỷ lệ tại đây. Trường hợp này là scale khung, tức là định tỷ lệ tại không gian vẽ model, được chưa các bạn? Rồi hai cách luôn, mình chỉ cho các bạn hai cách. Thì thực tế cũng có hai cách này thôi. Đầu tiên mình chỉ cho các bạn trường hợp tạo cái khung để mà cho nó tự động cập nhật, ứng dụng cái trường, cái field trong trường hợp mà cái khung tên của bạn tại không gian model nha. Rồi AC. Rồi giả sử mình vẽ đúng tờ giấy A4 luôn. Hai cộng 297.210, Enter. Rồi, giả sử cái khung tên của mình nằm ở đây. Rồi, ở đây mình quan tâm cái ô, một ô cái này thôi. Cái test á, thì các bạn có thể tạo khung tên dạng ATT test, attribute test hoặc là test thường cũng được. Ở đây mình chỉ cho nhanh cho các bạn tạo khung tên ATT test luôn. Các bạn muốn lấy ATT test thì bạn gọi cho ATE. Còn không dùng DT test thông thường cũng được, hoặc là multi-line test cũng được. ATT, chú ý bạn dùng test thường cũng được nha. Thì mình dùng cách thường để cho các bạn khỏi rối. DT Enter. Đây, mình nhập vô cái dòng chữ tỷ lệ 2.1 dẹp. Đây, bắt đầu phía sau này bắt đầu mới chèn cái trường nè. Thì hiện tại mình đang để XX nha. Hiện tại mình đang để XX. Rồi mình keo cho nhỏ lại chút xíu. SC Enter. Chọn đối tượng, cái chỗ cái cho điểm đặt. Rồi còn 0.5 thôi. Đó. Các bạn nhớ cái khung này nè, các bạn phải lock lại. Chú ý cái khung tên này phải lock lại mới được. Rồi để lock nó lại bằng nhập lệnh B, Enter. Nếu bạn chọn lock attribute thì lock luôn cái chữ vô luôn. Ở đây mình xài test thường thôi, mình không có lock cái chữ vào. Để tạo lock, bạn đặt cho nó cái tên. Rồi khung tên. Đây là khung bản vẽ. Bitpoint, chọn điểm đặt này, lấy chuột trái. Sau đó click vào Select Object. Boy chọn hết nó, chú ý đừng có chọn cái chữ. Trong trường hợp này, tại cái chữ mình dùng DT test, test thường thôi chứ không phải attribute test, bạn đừng có lóng nó vô. Mình bỏ cái chữ ra, đè shift chọn lại thì nó bỏ ra. Giả sử bạn chọn nhầm đối tượng nào đó, không muốn chọn nó thì đè giữ shift với chuột cái chọn lại thì bỏ ra. Không cần đè giữ shift chọn thì cộng dồn vô, đó là cách chọn trong ghép. Nhớ lóc cái khung này lại, rồi chọn xong enter. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc là ok, nhớ chọn cái slot đó cho phép phá luôn nha. Convert to lock, đúng rồi. Nhiều bạn nhiều khi quên chọn qua cái khác. Cái chỗ này nó vẫn còn chưa phải mặc định nó convert rồi. Tuy nhiên lâu lâu có một số bằng xử lý bằng lít qua chỗ khác thì nó không có lock đâu nha. Rồi bây giờ bạn kiểm tra nè, cái khung bản vẽ nó là lock rồi. Chú ý nó phải lock mới được. Cái chữ này không cần lock vô. Đây chỉ là DT test hoặc là multi-line test thông thường đây thôi nè. Này, test này, đó, được chưa các bạn. Bây giờ mình chèn cái fill vào đây, cách chèn nè. Nhấp đôi vào. Bạn boy chọn, đừng có bôi chọn cái một sạc, bạn muốn thay đổi cái phía sau này thôi thì bôi chọn phía sau này thôi, được chưa nào? Rồi mình bôi chọn cái phía sau thôi, đừng có bôi chọn cái một sạc nha. Sau đó các bạn kích chuột phải vào chọn Insert Field. Ở đây mình xài cái biến là như trong video trước mình nói đó, là mình sẽ chỉ cho các bạn khai thác cái biến Object. Nó nằm trong đây là luôn, đây luôn là các bạn, nằm trong document nè. Bạn click vào trong cái ô này, cái nhập ô Field Category thì bạn thấy nó hiện ra. Bạn click chọn vào Object là đối tượng. Đây là nghĩa là đối tượng. Ở ngay bên dưới này bạn chọn Object cái nữa nha. Bên dưới này Object. Cái formula này trong video tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn. Tức là mình cũng áp dụng cái Field này hay lắm. Tức là nó lấy thông tin của đối tượng, có thể là diện tích, chiều dài, số lượng vân vân. Rất là hay. Cái formula này rất là mạnh. Ở trong cái Field này rất là mạnh nha. Rồi video này thì mình chỉ cái object. Rồi ok, bạn nhớ đón theo dõi video tiếp theo nha. Cái formula này mình chia sẻ trong cái video tiếp theo đó. Có bạn hỏi, được rồi, để mình đóng lại. Trả lời sao? Trong quá trình các bạn xem video trên YouTube có gì không hiểu các bạn cứ hỏi, thì các bạn hỏi thì tự động xuất hiện thông báo vậy đó. Nếu thằng Lê đang mở kênh YouTube của mình thì biết trả lời cho các bạn liền nha. Các bạn cứ hỏi bên dưới một comment đó. Rồi, mình trả lời hết cho các bạn nè. Không có câu hỏi nào mình không trả lời đâu. Có một số câu hỏi bị trôi sau đó mình quên trả lời, thì các bạn cứ nhắc lại nha. Bạn vui lòng nhắc lại. Bạn chọn cái chỗ này là Object.
ngay cái ô Object Type này, lúc này mình lít vào chỗ này để mình chọn luôn Select Object, mình chọn cái tính năng là Select Object. Cụ thể lít vào Select Object xong, cụ thể là cái khung. Chú ý chọn cái khung nha, cái khung chứ không phải cái test này đâu, lít ngay cái khung, cái lock này chính là cái lock. Đây chính là cái khối lock rồi. Nhớ chọn cái lock khung tên, lít chuột cái để chọn thôi. Thì lập tức nó hiện ra cái cửa sổ fill trở lại. Lúc này bạn chọn cái thông tin là scale x. À scale x. Scale x nghĩa là scale theo trục x, scale y theo trục y, z trục z trong không gian 3D có trục z. À, ở đây các bạn chọn scale trục x được rồi. Ở ngay chỗ này bằng bằng để ý nè. Mặc định nó đang là decimal hệ thập phân, có thể nó đang là current unit. Unit thì bạn thấy nó lấy 4 làm số lẻ, nó rất là thông gọn đúng không? Bạn chọn lại cái decimal và ngay chiếc ô precision nè, precision là độ chính xác. Thì mặc định có thể lấy 2 hoặc 3 số lẻ, bạn cứ lấy bỏ hết số lẻ để lấy phần nguyên thôi. Lấy phần nguyên thôi. Ok, nhớ nha. Chỗ này là decimal là hệ thập phân. Chỗ này mình lấy số bỏ hết số lẻ đi. Rồi như vậy sau đó các bạn ok nè. Nhớ ở đây chọn keo x hoặc keo y. Keo x hoặc keo y, cái nào cũng được. Mình chọn keo x nha. Ok. Thì khi bạn keo x lên 10 lần thì y nó cũng lên theo 10 lần tương ứng mà. Ok. Bạn tưởng tượng lát bạn keo cái hình này nè. Lúc đó cái hình theo theo phương x nó tăng lên 10 lần thì phương y nó cũng tăng 10 lần, thì tự động lấy giá trị 10 đó nó cập nhật vào trong cái field thôi, có gì đâu các bạn, đúng không? Để mình tắt mạng nha các bạn, để cho à được rồi, không sao. Rồi ok nè. Đây phân nhìn mặc định nó là 1. Mặc định nó là 1 nha. Enter xong. Bây giờ mình thử mình keo cái lock này, keo luôn cái chữ này đi theo luôn, tất nhiên rồi. SC enter. Mình thử mình keo này lên 10 lần, 10 enter. Rồi, à xin lỗi nó lắng vào đây, mình mua cho nó xe ra. Rồi các bạn xem nè. Keo lên 10 lần, nó chưa cập nhật đúng không? Bạn gõ R E regen làm tươi nè. Đây nó đã cập nhật rồi nè. Thì cái khung này, đây là cái khung A4 có tỷ lệ 1/10. Đây, 1/10 rõ ràng đúng không các bạn? Đây là khung A4 có tỷ lệ 1/10. Khung A4 mình keo lên 10 lần nghĩa là khung A4 có tỷ lệ 1/10. Rồi, bao nhiêu hình nằm bên trong đây, khi in ra tờ giấy A4 thì nó có tỷ lệ 1/10 đó. Rồi, ý nghĩa keo hình là keo khung là như vậy. Đó là vừa rồi mình vừa chỉ cho các bạn cập nhật, tự động cập nhật tỷ lệ trong trường hợp các bạn xài khung tên định tỷ lệ tại không gian model. Bây giờ tới layout thì sao đây? Layout thì không có keo khung, không cần phải lock cái khung này làm gì. Nè, đây cái khung góc nè, mình lấy cái khung góc này ra luôn nè. Mình lấy khung góc này ra luôn cho các bạn nè. Đây là cái bài mình làm ví dụ cho các bạn thôi. Đây mình giờ mình làm chính thức trong hình này. Mình bỏ cái tỷ lệ 1/50 này đi nha. Mình đang ghi tỷ lệ là 1 xẹt cũng ít ít giống nãy vậy đó. Rồi lát mình sửa cái ít ít này. Đây là test thông thường thôi, cái test cái chữ thông thường thôi. Các bạn có thể copy ở đâu đó hoặc là dùng lệnh test ghi ra cũng được. Rồi bây giờ mình đang ở model nha các bạn. Chú ý mình đang ở, xin lỗi, không gian layout, model đây nè. Mình đang ở bên layout nha, mình đang ở layout. Bây giờ mình muốn đưa cái hình này nè. Mình muốn đưa hai cái hình này nè vào trong cái chỗ cái không gian đó. Đây mình qua trở lại cái không gian layout. Do cái layout mình đã đổi tên rồi. Mặc định nó tên là layout nha. Ở đây do mình đã đổi cái tên thành 1.fo. Mặc định nó là. Này bạn có thể kích chuột phải rename nè để mình đổi tên nha. MV. Bạn lấy thanh cụ này ra nè, thanh cụ này tên là viewport. Trong cái video hướng dẫn định tỷ lệ tại không gian layout mình chỉ rất kỹ, các bạn cứ vào kênh tìm đến, cứ gõ cái từ khóa layout vào trong kênh á, layout chữ này nè. Tại vì các bạn, mình biết rất là nhiều các bạn xem cái video của mình, có đủ, có bạn thì rành tiếng Anh, có các bạn thì mình chưa biết tiếng Anh thì cho nên mình mới viết ra thôi, chứ cái chữ này thì rất là quen đối với nhiều bạn. Đó, layout chữ đó đó. Bạn search vào trong kênh thì sẽ tìm đến những cái video mình hướng dẫn về layout. Search trong kênh nha các bạn, cái ô góc trên bên phải trong kênh thằng Lê đó. Bạn click vào cái mục video sẽ ra cái ô đó. Rồi, mình tiếp nè. Lấy thanh cụ này ra. Thanh này thanh viewport nha. Nếu máy của các bạn không có thanh này thì bạn vào trong cái menu menu tool nè, toolbar nè, AutoCAD nè, tìm đến viewport. Này viewport. Đây, viewport này. Còn nếu mà trên màn hình mà không thấy nó hiện ra cái thanh menu này đó, thì các bạn click vào cái mũi tên như thế này nè.
tìm đến chỗ này nè, show menu ra, show menu bar mình đã show rồi cho nên nó hiện là hai menu bar đây đó. Rồi bây giờ mình nhập lệnh MV biểu tượng nằm đây nè, MV biểu tượng nằm đây chính là lệnh này. Ở đây mình vẽ đại một khung nhìn mình nói cho các bạn hiểu thôi, còn chi tiết phần layout mình đã chỉ rồi, chuyển cái khung này qua cái màu khác để cho các bạn thấy. Rồi bây giờ các bạn xem nè, cái khung này bây giờ mình cần lấy cái thông tin tỷ lệ của cái khung này để mình điền vào ngay trong XX này nè. Thì cách làm bây giờ mình dò tỷ lệ cho nó là giả sử 1:100. À, trước hết mình vào trong, nhấp đôi vào trong. À, ví dụ như mình chọn hai hình này đi nha, Z Enter, mình zoom hai hình này lên đi. Rồi BS Enter để trở ra khỏi khung nhìn này. Bây giờ mình tiến hành mình dò tỷ lệ bằng cách mình chọn cái khung nhìn này, lưu ý BS Enter để trở ra khỏi khung nhìn nha. Rồi sau đó chọn khung nhìn đây, dò tỷ lệ vào đây bằng cách nhập 1 xẹt, mình không biết bao nhiêu là vừa, bằng gõ đại 1/100 xem sao. À, 1/100 cái hình nó không vào hết, mình thử mình giảm lại 1 xẹt, tăng lên tiếp 1/150, đây mình thấy nó vào được chưa các bạn. À, các bạn có thể tăng lên nữa cũng được, 1:200 thì cái hình tiếp tục nhỏ nữa đó. Bây giờ mình muốn lấy cái thông tin tỷ lệ 1/200 mình để vào trong cái chỗ này thì làm sao? Bạn nhấp đôi vào trong cái cho cái dòng chữ này, bạn bôi chọn phía ít, bôi chọn cái thành phần này thôi, đừng có bôi chọn cái 1 xẹt nha. Sau đó kích chuột phải, rồi sau đó bằng kích chuột phải nè, rồi bạn chọn Insert Field, rồi bạn tìm đến ở đây mặc định nó là ô, hiện ra rất là nhiều. À, bạn chọn như cái chỗ này nè, bạn chọn là Object, Object nha. Rồi tiếp tục chọn Object bên dưới nữa, sau đó nhớ chọn Object bên dưới nữa, rồi sau đó lướt vào cái nút này nè, Select Object nè. Lúc này cái Object bạn chọn chính là cái khung View, cái khung MV á, khung này nè, lướt chuột trái thì lúc này tự động xuất hiện ra cái ô giữa. Đó là bạn quan tâm cái custom, là cái custom scale nè, custom scale thì mặc định nó đang review 1/200 cho các bạn rồi. Ở đây bạn chọn theo cái định dạng là 1, 2 chấm, cái giá trị thăng tức là thành phần thay đổi đó. Bạn chọn cái này nha, định dạng này nè, cái format đó, tức là định dạng đó, bạn chọn là 1, 2 chấm thăng, rồi sau đó bạn OK thì tự động nó sẽ xuất hiện ra, bạn thấy chưa? Enter. Đây nó điền một tỷ lệ 1/200 cho các bạn nè. À, bị dư con số 1. Bị dư con số 1. Mình vô mình bỏ số 1 này đi. Vậy đó. Rồi bây giờ bạn thử bằng thay đổi tỷ lệ của khung này xem. Chọn khung nhìn nè, nó thay đổi còn chừng 1/100 thôi. 1:100, enter. Rồi, bạn thay đổi tỷ lệ cái khung này rồi. Bây giờ bạn muốn cho nó chỗ này nó cập nhật theo thì bạn gõ RE, enter. Bạn thấy tỷ lệ nó cập nhật là 1, 2 chấm 100 không? Đó, bạn muốn xài sẹt thì bạn nhập 1 xẹt. Bạn muốn xài sẹt như thế này nha. Đây, đầu tiên mình bỏ cái này đi, sửa lại ít đi. Bôi chọn, bạn muốn sẹt thì bạn nhập 1 xẹt trước. Rồi, cái thành phần bạn bôi chọn là ít ít thôi, đừng có bôi chọn cái 1 xẹt. Insert Field. Rồi, cái chỗ này cũng Object. Click vào đây, Object đây chính là cái khung nhìn. Rồi, cái chỗ này bạn chọn Custom Scale. Rồi, ở đây các bạn chọn là None. Nè, xin lỗi, không chọn None được. Bạn chọn ngay chỗ này là, để coi, 1, 2 chấm, thăng. Này, thăng 2.1. Để coi, ok, mình chọn cái này cũng được. Đây, bạn chọn cái này nè, chọn cái này nha, chọn cái này. Rồi, bạn ok. Khi 1 cũng là 1 đó mà. Rồi bạn OK. Nó đang hiện ra số lẻ. Số lẻ thì không được rồi. Insert Field. Edit Field nè. Custom Scale đúng rồi. Ngay chỗ này mình thử mình chọn None coi nó hiện ra cái gì nha. À mình chưa quên định dạng bên dưới. Rồi các bạn cứ chọn 1, 2 chấm đi nha. Chọn 1, 2 chấm đi. Cái này nó không có ra được cái dấu sẹt như cái dạng tỷ lệ tại không gian model. Nên chỉ là 1, 2 chấm cái gì đó thôi. À, ok nè. 1, 2 chấm 100 có nghĩa là bạn không cần phải nhập trước 1 sẹt. Cái dạng đầu tiên thì được, dạng này bạn scale lên thì được nha. Còn dạng này thì nó không cho.
Dạng này thì được nè. Dạng này nè, dạng này thì được. Một sạc bao nhiêu đó, bạn nhập một sạc trước. Đây, nó làm rồi nè, một sạc. Còn dạng này thì bạn cứ xài một hai chấm là được rồi. Ok. Rồi, mỗi khi các bạn thay đổi tỷ lệ cuối khung này, thì mình sang thay đổi một sạc 50, enter. Rồi bây giờ mình gõ RE enter cái RE enter. Bạn thấy nó cập nhật một phần 1.2.50 không? Rồi như vậy đó, đó là cách ứng dụng và để thay đổi tỷ lệ của cái khung nhìn trong hai trường hợp model và layout luôn. Cái video tiếp theo thằng Lê sẽ cũng chỉ tiếp tục chỉ nâng cao tiếp tục cái phần nâng cao của cái field này, tức là bạn áp dụng để lấy thông tin của đối tượng, chẳng hạn như là bạn có những cái line như thế này, là làm sao để bạn lấy được cái chiều dài của nó để mình hiển thị ra, hoặc bạn lấy thông tin bằng thống kê khối lượng, và bạn có trên cái bản vẽ của bạn có nhiều cái vùng, có nhiều cái phòng, có nhiều cái khu vực diện tích khác nhau. Bạn cần mỗi khi các bạn thay đổi kích thước phòng cái thì bạn muốn cho cái diện tích bên dưới nó cập nhật theo luôn, thì cái đó bạn có dùng cái trường là fill phần tràn vào. Thì video tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn ứng dụng áp dụng cái đó. Rồi video này mình xin kết thúc tại đây. Các bạn có nhu cầu học kèm AutoCAD cấp tốc, hoặc là học trực tiếp, hoặc là online, tức là mình cài chương trình UltraView vào, mình điều khiển màn hình và mình gọi các bạn thông qua Zalo, Facebook, mình kèm trực tiếp như vậy, chứ không phải mình làm video mình đưa lên đó các bạn vào bạn học, không phải. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn có nhu cầu học cấp tốc thì cứ gọi thằng Lê. Còn các bạn có thời gian, các bạn cứ từ từ vào trong kênh của mình, các bạn học, mình dạy rất là đầy đủ trong kênh, không có thiếu gì cả. Rồi, cảm ơn các bạn.